Nếu như mà anh giải thích được số tiền này từ đâu anh có thì tôi mới dám nhận. Tiền này là anh đi vay. Đừng lo, tất nhiên là có vay là có trả. Anh vay người ta 150 triệu, anh đưa anh 100 triệu để trị bệnh cho con trước. Anh còn giữ lại 50 triệu, anh sẽ mở rộng quán và đầu tư. Đầu tư? Anh đầu tư cái gì chứ? Anh đầu tư chứng khoán trên mạng. Đừng có lo, anh không có làm một mình đâu. Anh làm với cái người cho anh vay tiền à. Làm ăn lương thiện chứ có phạm pháp gì đâu. Anh chỉ tính tới là chuyện anh làm được thôi à. Lỡ như mà anh làm ăn thua lỗ thì sao? Tiền đâu mà anh lấy ra anh trả cho người ta? Thua lỗ thì nói làm gì nữa. Bây giờ anh không như xưa nữa. Anh biết tính toán, không còn phù khờ nữa. Nếu tôi nói là tôi không nhận số tiền này thì kiểu gì anh cũng ép tôi nhận cho bằng được. Nên tôi nói rõ ràng cho anh biết luôn, tôi chỉ dùng đến số tiền này khi tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nên anh cứ thong thả mà làm ăn cho đàng hoàng. Còn nếu như mà tới lúc đó anh thấy thiếu hay là cần tiền để trả cho người ta thì cứ nói, tôi sẽ đưa cho anh trả. Tấm lòng của anh dành cho mẹ con tôi xin nhận. Tôi chỉ mong là... Anh nói rồi, anh không còn làm đường lạc bước nữa đâu. Em nghĩ lo xa quá rồi đó. Thôi, em cầm tiền mà lo cho con đi. Anh về lấy hàng đây.